aloạ à, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi nhận định thị trường cùng với Finasat thì à, trở lại với khung giờ quen thuộc của chúng ta vào tối thứ tư hàng tuần, thì phát sẽ cùng với chị và các bạn mình điểm qua những cái thông tin, những cái sự kiện chú ý của thị trường trong trong tuần này và chúng ta cùng đưa ra những cái dự báo về xu hướng tiếp theo, diễn biến tiếp theo của vn đồng thời sẽ có review và đưa ra những cái cổ phiếu chiến lược giao dịch trong trong thời gian tới đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung ngày hôm nay với cái góc à, nhìn về thị trường chứng khoán thế giới và thông qua cái chỉ số là Dow Jones thì á như phát cũng cập nhật ở những cái video lần trước là Dow Jones có chạm vòng cản quanh 34.000 điểm là sẽ quay lại tiếp tục cái xu hướng điều chỉnh xu hướng giảm. À, cái đà giảm của Dow Jones nó có một cái điểm à, chú ý đó là cái phiên giao dịch À, ngày đầu tuần là Dow Jones xác nhận bằng một cái phiên giảm điểm thủng cái mốc hỗ trợ qua 32.600 à, thủng hỗ trợ qua 32.600 à, và cho dư địa sẽ giảm tiếp tục giảm về qua 31.700 xuống còn giảm nữa tuy nhiên ngay ngày hôm sau là Dow Jones bật tăng trở lại hơn 500 điểm và và phiên giao dịch ngày hôm qua tại tăng thêm hơn 100 điểm nữa thì Dow Jones có một sự hồi phục tạo một cái bật nghiệp bật hồi ngắn hạn. Trước cái thời điểm là ngày 2 tháng 11, tức là ngày mai rạng sáng ngày 2 tháng 11 á thì Fed sẽ công bố cái 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 chính sách lãi suất và trong thời gian tới. Thì á cái đào phục này thì cũng tạo một cái tâm lý à, tích cực cho cho một cái tình hình chung của thị trường chứng khoán thế giới cũng như là là cái cái yếu tố mà tác động tâm lý đến thị trường trong nước. Thì nói về á À, độ trễ thì Dow Jones và 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 chỉ số chứng khoán trong nước á, thường nó sẽ có có tính đồng pha nó tương đối và nó có một cái độ trễ nhất định ví dụ như à, Dow Jones gãy trend thì lúc thời điểm Dow Jones gãy trend thì index vẫn còn còn giữ trend nhưng sau đó mới bắt đầu gãy à, là ở những nhịp sau mới bắt đầu gãy trend đó, và sẽ có một cái đồ trễ đâu đó vài phiên so với với cái diễn biến của chứng khoán thế giới và khi mà chứng khoán thế giới bắt đầu tạo cái 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 vùng đáy vùng hồi phục quanh mức 32.600 á thì sẽ tạo một cái tâm lý tích cực cho thị nhà đầu tư trong nước đó là một cái yếu tố tích cực cho thị trường nói về một xíu về cái cái kỳ họp về đưa ra cái, cái chính sách lãi suất của Fed lần này thì ở đây dự báo là vào ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam và ngày 1 tháng 1 theo giờ Mỹ thì sẽ là gần như là 97% đây là 99 gần như 9, 97% khoảng 97% á, là Fed sẽ tăng lãi suất và giữ nguyên cái lãi suất qua mốc 5.25 đến 5.5 5.25 5.5 trong trong cái kỳ họp quyết định lãi suất lần này và khả năng cao ở những kỳ họp tới kéo dài đến thời điểm là đâu đó gần giữa năm 2024 á, là gần đến tháng 6 2024 á, thì mới có những cái động thái hạ lãi suất. Vậy đồng đô hiện tại vẫn neo ở lãi suất cao và và cái lãi suất đồng Việt Nam đồng vẫn thấp cho nên cái cái câu chuyện về là tỷ giá lo ngại về tỷ giá hứa hẹn sẽ vẫn vẫn còn là những cái rủi ro và những cái cái cớ để mà khiến thị trường còn rung lắc và điều chỉnh uhm, trong thời gian tới thì à, ở kỳ họp lần này thì cái việc mà gần như giữ nguyên lãi suất là trong cái dự đoán của nhà đầu tư hầu hết nhà đầu tư đều ghi nhận điều dự đoán cho rằng là giữ nguyên lãi suất tuy nhiên sẽ có những cái thay đổi về cái xác suất hạ lãi suất của của Mỹ trong thời gian tới và thông qua là 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 những cái phát biểu và những cái đánh giá từ biên bản cuộc họp từ cái 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 um, phát biểu của ông chủ tịch Fed ông Powell thì chúng ta xem thôi dạ gia tăng lãi suất hay không thì quan trọng là xem ông phát biểu điều gì và cái view về xu hướng tiếp theo là là tiếp tục là là giữ nguyên hay là có những sẽ có thể có những lộ trình hạ lãi suất trong thời gian tới thì đó là những cái yếu tố mà thị trường đang cần đang trong ngóng và chỉ cần một cái tín hiệu là sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới gọi là có những cái kế hoạch những lộ trình hạ lãi suất trong thời gian tới thì đó là một cái tin rất là tích cực cho thị trường và tạo cho thị trường một cái kỳ vọng là đỉnh lãi suất đã được hình thành và chứng khoán sẽ tạo đáy thì đó là những cái mà chúng ta kỳ vọng và những cái kết quả của cuộc họp vào ngày mai À, cái tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái điểm chú ý đó là về giá dầu. À, nói về giá dầu thì nó sẽ liên quan đến đa phần thì sẽ xa hai yếu tố là cung và cầu. À, nguồn cung á, thì ở đây chúng ta sẽ hướng đến những cái nước mà cung cấp dầu và chủ động cái nguồn cung. trong thời gian vừa qua thì nga và ả rập bắt tay nhau là cắt giảm sản lượng để mà mà giữ giá dầu ở mức bằng, mặt bằng nó cao. À, và kèm theo đó là cái cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Palestine là ảnh hưởng đến cái 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 khu vực Trung Đông, khu vực trích trữ một phần tư dầu mỏ của thế giới nó ảnh hưởng đến cái cái nguồn cung cho nên thời gian vừa qua thì giá dầu có một cái sự phục hồi phục. Tuy nhiên ở về phía ngược lại là về nhu cầu thì nhu cầu ở đây là những cái nước ví dụ như là nước Mỹ nhu cầu ở Trung Quốc, Âu Châu Âu thì ở Trung Quốc và Châu Âu thì đang đối diện với tình trạng là lạm phát thì khả năng tức là khó. hiện tại thì vẫn chưa thể khẳng định là là sẽ vào chu kỳ giảm phát tuy nhiên là có những cái tín hiệu cho thấy là có sự uh, kinh tế bắt đầu có sự sụt giảm về tăng trưởng nè tăng trưởng có sự đi lùi về kinh tế và có một cái số liệu Uh, dẫn đến là ảnh hưởng đến nguồn cầu và số liệu mới đây nhất à, uh, vừa cập nhật mới đây đó là liên quan đến cái cái khu vực là ở châu Âu khu vực eurozone thì á uh, theo thống kê là lạm phát ở tháng 10 vừa qua thì thì cái khu vực eurozone uh, giảm phát từ 4.3% giảm xuống còn 2.9% Tất nhiên là lạm phát, kiềm chế lạm phát là một cái yếu tố nó tích cực À, lạm phát ở mức vừa phải sẽ tích cực cơ nền kinh tế là khi mà lạm phát thì giá cả tăng thì nhà thích thích uh, sản xuất tiêu dùng rất uh, thích, thích hoạt động uh, sản xuất và phát triển kinh tế Tuy nhiên khi mà là, bắt đầu giai đoạn là lạm phát bắt đầu xuống thấp và thậm chí là lo ngại về từ 4.3 phần trăm giảm đến 2.9% là giảm uh, con con số là cũng tương đối là là khá là khoảng 1.4%. Thì cái lạm phát giảm mạnh này có thể cho thấy được cái cái, cái yếu tố đó là tiêu dùng. Lạm là phát cho thấy là tiêu dùng đang có chiều hướng là sụt giảm rất là đáng kể. Khi mà thu nhập giảm, khi mà mà, mà lại đồng đô tăng làm ăn khó khăn thu nhập giảm thì họ sẽ có khuynh hướng là tiết kiệm uh, và hạn chế cái 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 nhu cầu tiêu dùng họ tiết kiệm họ giảm xuống và dẫn đến là giá cả hàng hóa về cung nó sẽ thừa cầu và dẫn đến là cái tình trạng là, là lạm phát giảm rất mạnh và lo ngại sẽ là trong thời gian tới nếu mà rơi vào tình trạng là lạm phát về mức không hoặc là giảm phát thì lúc đó kinh tế sẽ lo ngại về lạm phát nó còn khủng còn kinh khủng hơn là còn khó khăn hơn là 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 giảm phát là lạm phát thì đó là cái bản uh, bi quan thôi tuy nhiên là trước mắt thì à, uh, con số 2,9% này thì nó cũng đâu đó nó sẽ cho thấy cái cái nhu cầu nó có sự sụt giảm um, trong ngắn hạn. Tuy nhiên là chờ những kỳ báo cáo tiếp theo rồi chúng ta đánh giá hiện tại đánh giá vào chu kỳ giảm phát thì hơi sớm. Tuy nhiên là về nguồn nhu cầu nó sẽ có bị tác động trong ngắn hạn. Tuy nhiên và có trong ngắn hạn thôi nhưng mà yếu tố mà mà ở nguồn cung á thì mình quan quan theo theo cái 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 view và cái 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 quan điểm riêng của mình á là Nga và Ả Rập họ vẫn rất chủ động trong việc nguồn cung. Nếu giá dầu có những cái đợt giảm sau, họ có thể hoàn toàn cắt giảm cái sản lượng giảm cái sản lượng thêm hoặc là gia tăng thêm cắt giảm hoặc là kéo dài thời gian cắt giảm cái cái sản lượng thì dẫn đến là giá dầu vẫn tăng trở lại cho nên nhìn chung giá dầu sẽ đi ngang quanh vùng 80 thôi đi ngang gần cao quanh đây thôi chứ khó mà mà có thể giảm sâu và về về lại những cái vùng đáy như là 60 65 như giai đoạn trước đó thì khả năng là cao sẽ không không về đó được thì đó là view về xu hướng giá dầu À, thì ở đây chúng ta sẽ chú ý là thứ nhất là những cái sự sụt giảm về tiêu dùng ở khu vực châu Âu sẽ ảnh hưởng đến qua đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu qua châu Âu và cái mặt hàng xuất khẩu qua châu Âu. Được rồi thì thị trường đó, những hàng thủy sản và dẹp mai nó giảm rất là mạnh. Cho nên là tạm thời có thể sẽ ảnh hưởng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong thời gian tới cho nên nhóm ngành này mình tạm thời mình theo dõi quan sát thôi chứ không tham gia đầu tư ở thời điểm này. Rồi, à, cái về giá dầu, giá dầu sẽ dần câu anh đây. Thì trong danh mục của mình luôn luôn có cổ phiếu dầu khí. Cổ phiếu dầu khí ở thời điểm hiện tại vẫn có thể tham gia đầu tư được và đứng đầu trong đứng đầu trong cái cái lựa chọn ưu tiên nhất trong lựa chọn ở cái cổ phiếu dầu khí đó là với mình đó là BVS thì mọi người có thể chú ý và đầu tư ở bên này nếu mà có những cái mặt bằng thị trường rung lắc chiết khấu thì hoàn toàn mình có thể gom gom ở vùng giá thấp thì đó là về giá dầu tiếp theo có một điều đó, đó là liên quan đến chỉ số sức mạnh đồng đô la đô la index thì sau vài ngày trầm lắng vài phiên trầm lắng thì đô la bắt đầu tăng ngược trở lại và tiến lại mốc 107 điểm và đồng đô la mạnh thì nó sẽ kéo theo đó là cái áp lực lên tỷ giá và tỷ giá trong ngày hôm nay thì có một cái sự tăng nhẹ quay trở lại quanh mốc là 24.600 đồng cho một đô la và nếu chỉ số sức mạnh đồng đô tiếp tục tăng và duy trì cái đà tăng trong hiện tại thì giai đoạn vẫn giai đoạn làm nhập khẩu thì có thể nhu cầu vẫn vào đô thì có thể sẽ sụp giảm nhẹ nhưng mà với sức ép là là đồng đô la index tăng thì tỷ giá hoàn toàn có thể tăng trong thời gian tới và hướng đến cái vùng đỉnh cũ của, của đỉnh của năm 2022 á là rơi vào giai đoạn rơi vào 20 4.800, khoảng 24.800 đồng trên một đô la. Thì khi tỷ giá tăng, thì nó lại tiếp tục là câu chuyện khó ngoại rút rồng khó ngoại, à, khó ngoại sẽ lo ngại lỗ tỷ giá, họ sẽ rút tiền à, liên quan tới doanh nghiệp nợ bằng đồng đô hoặc là doanh nghiệp có có vay bằng đồng đô, nợ vay bằng đồng đô hoặc là, là doanh nghiệp có nhập nguyên liệu từ nước ngoài thì sẽ bị ảnh hưởng do cái địa trị giá này đó là những cái mà mình chúng ta chú ý và né hạn chế tham tham gia à, ngoài ra thì ngược lại thì doanh nghiệp xuất khẩu nếu mà trừ bù trừ quá yếu tố xuất khẩu châu âu thì những khu vực xuất khẩu những cái nước khác thì có thể sẽ tích cực trong trong ngắn hạn khi mà đô tăng Nên là cũng mang tính chất là tương đối là ngắn hạn thôi thì đó là cái cái việc tỷ giá và về rủi ro về tỷ giá tăng á và dẫn đến là cái việc hút rồng tiền đó thì vẫn có thể sẽ được lặp lại trong thời gian tới cho nên đây là vẫn là yếu tố rủi ro tiềm ẩn hiện tại ở thị trường à, an toàn 100% một một thì thị trường gọi là yên tâm để mà có, có những cái yếu tố tích cực hiện tại quá tích cực để mà mà hồi phục thì vẫn chưa á, vẫn có cái điểm lo ngại ở chỗ tỷ giá và một cái yếu tố lo ngại tiếp theo là liên quan đến cái à, cái hoạt động à, về cái chỉ số BMI chỉ số quản trị mua hàng thì à, BMI ở trong tháng 10 á, lại tiếp tục dưới mức 50 và từ tháng 9 là 49.7 giảm về còn 49 6 điểm à, coi có tháng 8 á, có thể là hoạt động là các đơn hàng dồn vào trong tháng 8 cho nên là dẫn đến là tháng 8 là BMI dương nhưng mà tháng 9 tháng 10 nó bắt đầu sụt giảm trở lại và sụt giảm này cho thấy là những cái biện pháp về giảm thuế về hạ lãi suất vẫn chưa chưa cho thấy là 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 những cái cái phản ứng gọi là chưa có thấy là cái đem lại những cái 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 chuyển biến tích cực hơn vẫn còn những cái gọi là cái quy mô sản xuất vẫn đang thu hẹp và chưa có hoạt động mở rộng cho nên là là vẫn khó khăn thì trong giai đoạn tới đối với doanh nghiệp thì vẫn còn và và, và khi khi mà sản xuất họ thấp thì thật ra thì sản xuất trái là đơn đặt hàng người mở rộng đơn hàng thấp thì dẫn đến là cho thấy cái nhu cầu nhu cầu tiêu dùng hiện tại thì đâu đó cũng so thấy là cái nhu cầu vẫn vẫn đang chưa chưa có có thật sự là hồi phục cao đó thì đó là một cái yếu tố mà chưa tích cực lắm cho nhóm bán lẻ và những cái doanh nghiệp về sản xuất trong trong nước thì vẫn còn cái gì đó nó vẫn chưa có tích cực lắm đó, rồi um, tiếp theo là chúng ta sẽ trước khi uh, chuyển sang cái cái nhận định về thị trường thì chúng ta sẽ tổng kết lại thứ nhất sự hồi phục của Jones có thể tạo một cái đà tâm lý tốt và và đồng pha có thể trẻ pha một xíu nhưng uh, vẫn sẽ tạo một cái đà hồi phục cái thị trường uh, lo ngại về tỷ giá và những cái vấn đề liên quan đến uh, tỷ giá và những vấn đề về hồi phục số liệu về kinh tế thì vẫn vẫn còn chưa được uh, vẫn còn còn có những cái điểm đáng lo ngại uh, lo ngại trong ngắn hạn cho nên mang tính chất là tích cực uh, ngắn hạn và vẫn chưa có thể xác định là là thị trường tốt có thể tốt có yếu tố mà giúp thị trường tốt liền ngay lập tức và giúp thị trường có thể tạo những cái vùng đáy và tăng mạnh ngay lập tức được tuy vậy là chúng ta mặc dù là không thể kỳ vọng là đã tạo đáy trung hạn hay chưa nhưng mình vẫn có một cái điểm sáng đó là là vùng ngắn hạn có thể có những cái nhịp hồi nhịp hồi nhờ vào thứ nhất là đầu tiên là sự đồng pha với chứng khoán gọi lịch trường đo tương quan cùng chiều với chứng khoán Mỹ sẽ tạo một tâm lý tích cực cho cái chỉ số chứng khoán Việt Nam và cái thứ hai á là cái vùng hỗ trợ VNDS đã về vùng hỗ trợ và và xuất hiện cái phiên đảo chiều và dẫn dắt vẫn đầu cái nhóm đảo chiều là một nhóm cổ phiếu mà thường sẽ là là khi nhóm nhóm này này đảo chiều là tăng thì nó tạo một cái tâm lý tốt của thị trường đó là nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay phiên giao dịch hôm nay rất nhiều cổ phiếu chứng khoán đã có những cái phiên tăng và tạo một cái nhịp hồi phục rất là tích cực như là cổ phiếu VCI nè HCM nè HTI VND á đều có những cái tín hiệu tạo cái vùng đảo chiều và và hồi phục trở lại và giúp thị trường có một cái cái lực cầu vào có dòng tiền và hấp thụ cũng tương đối là tốt và tích cực thì ở đây mình ngắn hạn thì mình sẽ có một cái nhịp hồi phục và nhiều cổ phiếu đã về cái vùng chiết khấu rồi cho nên vùng này á là vùng có thể để giải ngân à, tại sao lại là vùng có thể để giải ngân thứ nhất là vndex lo ngại thì vẫn còn nhưng giá trả về vùng hấp dẫn và quanh một nghìn một trăm đến một là hỗ trợ cũng tương đối là cứng về trường nên mình có thể giải ngân nhưng cần chú ý đó là tỷ lệ giải ngân vùng này là tỷ lệ giải ngân bằng vùng tiền mặt. Chưa chắc chắn, nhưng nếu mà đợi giai đoạn này, nếu chờ tất cả mọi thứ rõ ràng rồi mới bắt đầu giải ngân, thì lúc đó nhiều khi cái kịch bản ở những cái cái giai đoạn trước đó, là tạo đáy theo kỳ chữ V đó, quay trở lại, ví dụ như đây. Đó, là những cái vùng như thế này nè. Đó, hồi phục và tăng lên rất là nhanh. Đó, và tạo ví dụ như đây tạo cái vùng đá xong tăng ầm lên tạo heo heo hình chữ v á thì kịch bản nếu mà kịch bản đó xảy ra thì chúng ta đợi cái 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 thị trường mà phản ánh và những cái tín hiệu rõ ràng thì lúc đó chúng ta không còn cơ hội giá tốt để mà, mà tham gia cho nên với quan điểm của mình thì vùng này nếu anh chị cầm cái lượng tiền mặt sau khi đã cắt lỗ hay là thoát vị thế hay là hay là đóng vị thế ở cái vùng trên theo những cái cảnh báo của mình giai đoạn trước đó ở vùng này nè, mọi người có thể xem lại những cái video trước đó của mình thì ở những cái vùng này đã có cảnh báo và cái vùng này là vùng cảnh báo rất là, là gãy trend vùng này thì có một cái nhịp cân bằng ngắn hạn tuy nhiên lực cầu yếu thì nếu mua một cái tỷ trọng thấp mình vừa phải bên đây tới thời điểm hiện tại mình có thể gia tăng cái tỷ trọng lên và vùng này thì mình xác định là mình phải lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó có những cái nền tảng cơ bản tốt và nó hoàn toàn có thể nắm giữ tại vùng giá này là vùng giá tương đối là chiết khấu và hoàn toàn mình sẵn sàng trong một cái tâm lý là nếu có giảm thêm thì tôi có thể chấp nhận nắm giữ tiếp với cái cái lượng cổ phiếu này thì nếu anh chị mà đầu tư mà xác định được cái tâm lý như vậy thì mình có thể mình tham gia ở cái 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 vùng này và quan điểm của mình là ít nhiều cũng nên tham gia một ít ở vùng này tại vì nếu mình đợi tạo đá chữ v và tăng lên một mạch thì mới thiết lập vị thế mỗi tín hiệu rõ ràng thì lúc đó mình tham gia nó hơi gọi là cái vị thế mình không tốt và cái cái rủi ro nhiều khi nó lại là cao hơn so với việc cái mua ngay cái vùng này ừ. quanh uh, 1030 này nên đó là quan điểm của mình là ít nhiều thì vùng này cũng nên giải ngân một xíu một ít cỡ, cổ phiếu để mà, mà thiết lập cái vị thế rồi tiếp theo thì vì giám một theo dõi của mình thì một số những cái mã về vin về về vin đi. thì một trong trong giá một thì có chừng rồi thì mình có đề cập đến cổ phiếu vùng vin thì không ai là vừa cái tín hiệu tạo tín hiệu phân kỳ thì lại ra những cái cái thông tin rồi người đã mình chiếu đây thì đầu tiên nói về uh, uh, viết đây mặc dù có phân kỳ nhưng mà mà tín hiệu hồi phục rất là yếu và tiếp tục quay lại địa chỉnh đó ha. VHM thì nếu mà giải ngân vùng tỷ trọng thấp thì đúng nguyên tắc mà mình cắt thôi và chờ cái nghiệp rõ ràng hơn mà mình tham gia thôi hoặc là giữ tỷ trọng thấp thì thật ra bộ ba nhà viên mà giữ tỷ trọng thấp thì chờ tín hiệu rõ hơn để mà mình mình tín hiệu rõ ràng hơn để mà mua tăng tỷ trọng còn nếu mà mà mình trading xác định trading thì mình cắt lỗ còn mã này thì um, trong tuần rồi thì đang bị hạn chế dịch và đã có những cái thông tin về đã việc bổ sung hồ sơ và trong thì kết quả kinh doanh quý 3 cũng cũng gấp 6 lần so với cùng kỳ. Mặc dù con số nó không 12 tỷ nhưng không đáng kể nhưng mà nó cũng là một cái tin tốt cho doanh nghiệp. Và phiên thứ sáu hiện tại thì đôi khi nó lại hạn chế dịch cái nghiệp này tránh hai cái phiên giảm đầu tuần. Ừ, nhiều khi nó lại là một cái 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 thông tin tích cực cho uh, cổ phiếu Tuy nhiên thì đối với cổ phiếu vị thế mà anh chị thoát kịp thì mình đứng ngoài. Còn nếu mà còn giữ vị thế thì thứ sáu tuần này hoàn toàn có giao dịch và trong đường dài với nhiều cái tin tốt về giá gạo thì mình có thể vùng này mình giữ một thời gian và chờ chờ về cái 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 giá vốn mà mình bán thôi. À, mình không tăng tỷ trọng nữa vì à, có nhiều cái cái hoạt động về giao dịch của mà liên quan đến doanh nghiệp nó chưa có minh bạch lắm thì tạm thời mua vì nó rẻ thì quanh một là chờ quanh về mùa 4 theo giá trị sổ sách hai là chờ họ phục về giá vốn mình bán thôi đó và mã này cũng không có dùng không có margin cho nên là nếu mà mua tỷ trọng thấp thì thật ra nó không ảnh hưởng nhiều đến cái cái giao dịch của mình rồi đó là về những cái mã mình đã trao đổi với nhau còn một mã chú ý trong tuần này thì chúng ta sẽ có những cái mã À, nếu anh chị nào có trong room tư vấn của mình thì có thể tham gia phiên hôm nay thì có thể tham gia sớm được vci à, còn hiện tại thì vci nếu ngày mai quanh chỉnh nhẹ hoặc quanh tham chiếu thì mình có thể mình thiết lập lại hòa phát hòa phát cũng đã có những cái tín hiệu tạo đáy rồi và mình mua với hòa phát thì tương đối là là vùng này thì cũng tương đối là, là có thể an toàn tương đối một hai ba bốn năm bốn phiên liên tiếp giữ quanh vùng 23 thôi, không giảm sâu hơn. thì hòa phát mình có thể giải ngân nè. À, IDC, IDC thì nó hồi nhịp này có nền tảng cơ bản tốt, có dư địa tăng trưởng à, về về cái tỷ lệ mà lắp đầy vẫn còn dư địa để để mà tăng trưởng trong thời gian tới. nên mình có thể mình cho vào watchlist theo hướng là là đầu tư và mua mua để thiết lập vị thế trong đường dài còn nếu mà ngắn hạn thì nó hơi hồi sẽ yếu hơn những cái dòng như chứng khoán à, bất động sản thì có thể sẽ hồi nhưng mà mình tuần này vẫn chưa tham gia với bất động sản hai mã BVS nè cũng là một cái lựa chọn có thể thiết lập vì thế à, HAH Đức Giang đó là những cái cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản tốt và nó có những cái lợi thế trong ngành và mình khi mà chiết khấu về giá rẻ thì mình ưu tiên là lựa những cái doanh nghiệp nào mà có lợi thế tốt trong ngành và khi mà rủi ro xảy ra đi thì có những điều kiện khó khăn đi những doanh nghiệp nhỏ hơn những doanh nghiệp mà bất lợi hơn họ sẽ gặp những cái gọi việc là mất thị phần và những doanh nghiệp đứng đầu những doanh nghiệp có những cái lợi thế trong ngành họ sẽ nắm giữ chiếm đi cái phần thị phần đó và sau cái đợt rung lắc thì những doanh nghiệp càng, càng 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 quy mô càng lớn và có cái 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 lợi thế trong ngành càng lớn thì họ càng nắm nhiều cái thị phần hơn và họ càng tích cực hơn thì đó là cái cái quan điểm của mình trong cái đoạn này thì một số mã như IDC, BVS, HH, Đức Giang, VCI và Hòa Phát nếu mà mình thiết lập ở thời điểm hiện tại ở nhịp hồi lần này thì mình sẽ thiết lập một vài mã mà hợp với, với cái 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 phong cách cái gu đầu tư của mình thì mình có thể mua ở vùng này và mình chỉ nên tham gia đoạn này một là xác định sai mình vẫn có thể nắm giữ tiếp và hai là mình mua chỉ dùng bằng, bằng tiền mặt thôi không dùng sức mua bằng margin thì rủi ro nó sẽ rất là cao thì đó là quan điểm của mình Và ít nhiều đoạn này cũng nên mua nếu hận trọng thì mua một ít tiền mặt khoảng 50% hoặc là 30% thôi còn nếu mà mình uh, mình gọi là quan điểm rủi ro nhất rủi ro cao hơn có thể tăng đến 80 hoặc là thậm chí là 100% vẫn ngân bằng tiền mặt đoạn này đó, và và thiết lập vì thế à, khả năng thì mình đang kỳ vọng theo chiều hướng là thị trường sẽ tạo một cái nhịp hồi chữ V đó thì rủi ro thì vẫn còn tuy nhiên hồi, hồi chữ V và có những cái nhịp rung lắc à, nhỏ thôi ngắn hàng thôi không không rung lắc nhiều thì đó là cái kỳ vọng đó. À, còn phủ ro thấy hiện tại nước ngoài cũng đang gom vào để mà mà thị trường giảm hơn theo những kịch bản xấu hơn thì hiện tại thì mình vẫn chưa bi quan đến mức đó và ít nhất ở vùng này thì mua bằng tiền mặt và nhiều cổ phiếu chiết khấu thì cũng là một cái lựa chọn nó nó tương đối là hợp lý à, trong trường hợp giảm thêm thì chứ mà theo không được theo kỳ vọng vọng á thì mình có thể nắm giữ thời gian lâu dài tại vì những cái mã mà mình lựa chọn quan trọng đoạn này không phải là, là là mua thì quan trọng nhất đoạn này là phải lựa doanh nghiệp lựa chọn đúng doanh nghiệp là phải tham gia luôn vỡ nhịp giảm này và không được dùng margin đó, đó là hai cái cái yếu tố cốt lõi và chú ý trong nghiệp này rồi tổng kết lại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có uh, những thông tin gì đầu tiên sẽ là có kỳ vọng hồi phục về đồng pha với chứng khoán thế giới à, chú ý mình chú ý cái kết quả review uh, lãi suất cổ phép trong ngày mai đó, và rủi ro thì tỷ giá vẫn còn tuy nhiên nó sẽ trước đó nó đã phần phản ánh rồi và nó đã ảnh hưởng thị trường rồi có thể nó sẽ được nhắc lại tuy nhiên nó cái mức độ ảnh hưởng đến thị trường nó sẽ không mạnh như những đợt đầu à, về uh, giao dịch thì chúng ta sẽ hướng đến những cái mã mà nó đứng đầu hoặc có lợi thế trong cái lĩnh đỉnh cái ngành của nó. À, và đây là những cái mã VCA Hòa phát Đức Giang HBVS IDC là những mã mình có thể mua dọa đái trong đoạn này và mua bằng lưu ý là đặc biệt đoạn này chỉ tham gia bằng tiền mặt, không tham gia bằng margin. Rồi thì đó là là toàn bộ cái 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 nhận định thị trường của của mình ở tương này. Trước khi thúc mình cũng xin ít phút và quảng cáo nếu anh chị nào à, muốn tham gia và cập nhật rất sớm nhất về thông tin thị trường và cái cái à, cái chiến lược giao dịch và cũng như là cổ phiếu và cơ hội đầu tư thì có thể tham gia vào room tư vấn bằng cách là mình vào trang finsac.vn ha à, rồi à, mạng hơi yếu một xíu mọi người thông cảm Rồi sau đó sau khi vào trang finasat.vn mình chọn vào một quản trị nè đó, Và để lại ở bên dưới đây sẽ có để lại cái thông tin cá nhân của mình bên dưới Rồi và chọn